Vận động viên Hà Thị Hậu đến từ Lào Cai, Việt Nam đã đạt được kết quả xuất sắc tại giải chạy Ultra Trail Singapore 2024 diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 6. Với thành tích ấn tượng 4 giờ 3 phút 26 giây, Hà Thị Hậu đã xuất sắc giành ngôi vô địch ở cự ly 50 km nữ, đạt top 3 chung cuộc tại giải chạy này. Giải chạy Ultra Trail Singapore 2024 bắt đầu lúc 6 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương, tức 7 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam ngày 29 tháng 6, trên những cung đường mòn đẹp nhất Singapore, từ những khu rừng nhiệt đới với nhiều ngọn đồi hùng vĩ cho đến cả khu vực sầm uất của thành phố. Với thành tích này, runner Lào Cai tiếp tục khẳng định mình là vận động viên địa hình top đầu châu Á. Trước đó, trong năm 2024, Hà Thị Hậu đã chiến thắng tại hai giải trail quốc tế trong tháng 5 và đầu tháng 6, diễn ra tại Thái Lan và Malaysia.